Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một cái lô ampli nội địa Nhật nha mọi người. Thì đây là những cái ampli về guitar điện. Đầu tiên em xin giới thiệu mọi người là một cái ampli của Fender mọi người. Dòng này là dòng Studio 15 ha. Rồi, ampli này nó có một đường input nè mọi người, một cái đường là headphone là lỗ tai nghe nha. Rồi ở đây nó có gain, nó có volume, nó có treble, có middle, nó có bass, nó có reverb. Reverb có nghĩa là chỉnh cái tiếng nó cứng hay mềm á mọi người. Nếu mọi người để chính giữa là cái tiếng nó ok, nó trung bình nhất. Mọi người muốn tiếng nó mềm hơn thì mọi người bẻ về phía bên trái, và một cái tiếng nó đanh hơn thì mọi người bẻ về phía bên phải ha. Rồi cái này nó không có hai kênh riêng biệt, mà cái tiếng của nó phụ thuộc vào cái gain. Ví dụ ở cái gain nằm ở phía mức mà số 1, số 2 nó sẽ là tiếng clean. Bắt đầu qua những số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 sẽ là những tiếng override và distortion. Mọi người sẽ cân tình chỉnh cái âm lượng nó trên cái volume nha. Vẫn là hai kênh là gain và override, nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào cái gain. Gain số 1, số 2 là clean nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có nghĩa là override và distortion. Ở phía sau nó có ghi rõ nha. Nó có ghi rõ ở đây là model của nó là ST15, có nghĩa là Studio 15 á. Điện của nó là 100V, 50-60Hz, 13W, Fender Japan Limited ha mọi người. Rồi, điện là điện 110, nhưng mà khi mọi người mua em sẽ hỗ trợ em chuyển điện qua 220V cho mọi người. Ở phía trên đây nè mọi người, những cái tai cầm của nó vẫn còn chữ Fender, ampli còn khá là đẹp. Giá em bán cho mọi người là 1.800.000 nha. Một cái ampli Fender giá 1.800.000, điện 100V, hỗ trợ chuyển qua 220V cho mọi người. Và bắt đầu em đo cái ampli cho mọi người coi ha. Rồi, bề ngang của nó là 32 nè mọi người. Bề cao của nó là 29. Và bề sâu của cái ampli này là 18. Thank you.
Tiếp theo mọi người, em xin giới thiệu với mọi người một cái MG30FX ha, một cái lo khá là to của dòng Marshall. Thì trước đây em giới thiệu với mọi người MG10 nè, MG15, MG20, rồi bây giờ nó có MG30 mọi người. Thì cái MG30 này nó là MG30FX. FX có nghĩa là có effect trên đây mọi người. Ở trên đây nó có tiếng nè, có tiếng flanger, có tiếng delay, có tiếng chorus đồ đầy đủ trên đây ha. Nó có một đường input nè, nó có gain ở đây, nó có bass, có middle, có treble, có reverb, có volume, có FX. FX này là mọi người có thể cộng tiếng chorus, tiếng phaser, tiếng flanger, tiếng delay vào đây ha. Reverb riêng và FX này riêng nữa, và một cái master là volume tổng mọi người. Rồi, ở đây nó có một cái đường line in MP3, có nghĩa là một cái đường AUX in đó mọi người, là một cái đường để đưa âm thanh từ bên ngoài vào để luyện tập, với backing track, với metronome, một cái đường headphone, một cái đường foot controller, có nghĩa là một cái đường dành cho pedal đó mọi người. Thì cái pedal nó sẽ tắt mở được cái reverb riêng cho mọi người ha. Thì cái pedal đó thì mọi người sẽ phải làm một cái pedal riêng chứ nó không có đi theo cái loa này. Rồi, ở đường input nè mọi người, thì mình sẽ có 2-3 kênh riêng biệt nha ha. Một cái là nó là clean ha, nhấn vào nút này nữa tiếng nó là tiếng crunch, rồi một tiếng nữa là override ha. Thì mọi người chọn kênh ở trên những cái nút bấm như thế này, hai cái nút nhỏ ở trên đây. Rồi clean với crunch, crunch có nghĩa là cái clean có nghĩa là tiếng không vỡ mọi người, crunch có nghĩa là những cái tiếng mà mọi người nhấn mạnh nó sẽ hơi vỡ nhẹ một xíu ha. Còn override là tiếng vỡ luôn. Rồi, bề ngang của loa là 46, bề cao của cái loa là 39 và bề sâu của cái loa là 21 mọi người. Và tiếp tục em cho mọi người coi về phía sau cái loa này. Rồi, phía sau cái loa này nó còn đẹp nè mọi người, nó có ghi rõ ha. Đây, con này coi Marshall nó làm đâu. Đây, Made in Việt Nam mọi người ha. Con này là Marshall làm ở Việt Nam nha. Vẫn điện 100V, con này là 70W. Thì điện 100V đó mọi người là họ làm cho thị trường Nhật Bản nha, làm cho thị trường nội địa Nhật, thành ra nó có điện 100V. Tuy là Made in Việt Nam nhưng mà những cái thằng như Marshall nè, và là những cái con như con Vox á, làm người ta đều làm tại Việt Nam, tại vì có nhà máy Việt Nam. Nhưng mà xuất là xuất thẳng vào thị trường Nhật Bản nha mọi người, nó mới điện 100V. Chứ làm cho thị trường của mình thì không ai làm điện 100V cho nó cầu kỳ. Cái amply này thì em bán với giá là 2.9 triệu. Có rất nhiều effect để làm cho mọi người, có rất nhiều effect mọi người có thể sử dụng. Nếu mà những chú lớn tuổi á, mọi người không rành những cái phơ bàn, những cái phơ điện tử á, mà mọi người vẫn muốn chơi ở nhà đồ cho cái âm thanh của nó, cái tiếng mọi người muốn chơi ở nhà mà cái tiếng của nó hơi ướt ướt, nó có effect đầy đủ á, thì mọi người lựa chọn cái này ha. Có reverb, có đầy đủ FX luôn, có flanger, có chorus, có delay, có đầy đủ hết. Và nó trực quan sinh động nha mọi người. Nó khác với những cái phơ bàn. Phơ bàn thì mọi người phải vào trong tinh chỉnh khá là nhiều, trong khi ở đây nó là những cái nút nó show hẳn ra trên đây, và mọi người thích cái hiệu ứng nào mọi người cứ nhấn vào trong đó là ok ha. Rồi, giá em bán là 2.9 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cái amply này. Thank you.
âm Technics ha. À, cái này là dành cho guitar điện nha mọi người, một cái âm ly dành cho guitar điện. Cái âm ly này thì tiếng nó không được hay lắm nhưng mà em bán giá mềm, có nghĩa là giá nó 800. Em bán dành cho những cái bạn nào mà sinh viên mà mọi người mong muốn có một cái âm ly để luyện tập nhưng mà kinh phí mọi người khá là thấp, mọi người không có thể có tầm với đến những cái âm ly nó tiếng nó tốt, thì mọi người mua cái này giá nó 800 ngàn. Tuy là giá 800 ngàn nhưng mà vẫn là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Thì em thì riêng về bản thân em cảm thấy tiếng nó không hay thôi, nhưng mà giá nó mềm mà, thì tùy vào túi tiền và tùy theo cái người sử dụng thôi ha, tùy theo túi tiền và tùy theo người sử dụng thôi. Rồi à, vẫn là điện 100V 50-60Hz, nó là 11W nha mọi người. Âm ly này có công suất là 11W. À, vẫn hỗ trợ chuyển điện qua 220V cho mọi người. Vẫn là một âm ly nội địa Nhật. Rồi, giá em bán là 800 ngàn cho âm ly số 3 này à. Rồi, bề ngang là 34. Bề cao của nó là 30. Và bề sâu của nó là 18 mọi người. Âm ly này thì em nói không hay nha, dành cho những bạn mà kinh phí thấp thì mọi người mua cái này và mọi người luyện tập. Thank you.
Rồi, tiếp theo mọi người, một cái amply của Fender với hai kênh độc lập. Mọi người có thể sử dụng hai kênh này cho hai nhạc cụ hoặc là sử dụng một cái micro và một kênh nhạc cụ ha. À, nó có reverb trên đây luôn nha mọi người, nó có reverb trên đây luôn. Hai kênh này là hai kênh độc lập, với kênh đầu nó có volume, có treble bass riêng. Kênh thứ hai nó có gain, nó có volume, nó có treble, có middle, có bass, có reverb. Reverb này sử dụng chung cho cả hai kênh. À, nó có một cái đường phone để mọi người luyện tập mà không làm phiền đến người khác. Amply ở ngoài là da còn rất đẹp nha mọi người. À, phía sau của nó để chữ là Made in Japan luôn. À, amply này sử dụng adapter và Made in Japan luôn. Em đo cái amply cho mọi người coi. 32 là bề ngang, bề cao là 30 và bề sâu của nó là 18 mọi người. Một cam ly Fender Made in Japan có reverb, có hai kênh độc lập luôn, giá chỉ có 2 triệu thôi. Tiếp theo mọi người, em xin giới thiệu với mọi người một cái Amply Marshall. Con này là G15R CD mọi người. Thì khi nó có chữ CD có nghĩa là có đường CD input, có nghĩa là đường đưa âm thanh từ bên ngoài vào ha. Có một đường headphone, có một đường layout mọi người. Đường layout này là cái đường mà mọi người có thể xuất âm thanh từ trong cái Amply này vào trong cái mixer. Và cái loa ở đây nó vẫn mở
ha. Thì mọi người sẽ sử dụng cái loa này giống như là một cái loa monitor, và một cái đường âm thanh nó được đưa vào trong mixer để mọi người chơi những dàn lớn mọi người. Thì cái đường layout nó khác gì với đường headphone. Đường headphone là khi mọi người ghim vào cái loa ở đây nó sẽ tắt. Vì đường headphone là nó hiểu là mọi người muốn yên lặng để luyện tập thì nó sẽ tắt cái loa này đi. Còn đường layout là nó sẽ đưa một cái đường âm thanh được boost bởi cái pre này vào trong cái mixer và loa ở đây nó vẫn mở. Ha mọi người, mọi người phân biệt với giùm em hai đường là đường layout và đường headphone nha. Rồi tại sao phải có những cái đường layout này? Thì bình thường á mọi người, những ai mà có những cái guitar điện á, mà mọi người có dàn âm thanh lớn á, mọi người ghim cái guitar điện vào trong những cái mixer, mọi người đờn cái tiếng nghe nó dở ẹt à. Thứ nhất là nó bể, thứ hai là tín hiệu nó yếu ha. Thì nó cần phải có một cái preamp mọi người. Cái preamp có nghĩa là cái mạch boost ở đây nè ha. Nó có gain, nó có trem, nó có bass, nó có đầy đủ những cái boost cái tín hiệu guitar mình lên để cho nó đầy đặn hơn. Và nó sẽ đưa cái tín hiệu này light out, có nghĩa light là đường dẫn đi, out là bên ngoài, là dẫn đi một đường ra bên ngoài nữa ha mọi người. Để mọi người sử dụng cây đàn guitar qua bên cái mạch pre boost này và out xuống mixer, tín hiệu nó đầy đặn hơn, nó đẹp hơn, nó được canh chỉnh bass trep ngon lành hơn ha. Rồi à, mọi người họ có nhiều người nói ở bộ cái mixer nó canh chuyện nó không được hay sao? Dạ không mọi người, cái mixer cái pre nó làm chung để mọi người sử dụng, nào là mic nào là nhạc cụ luôn. Thành ra đối với những cái nhạc cụ nó yếu quá thì nó sẽ không boost được. Ha? Thành ra mọi người phải cần phải có một cái preamp, một cái gain bass mic trep ở trên đây vậy đó, để mọi người đưa cái tín hiệu ra ngoài. Rồi cái ampli này á nó có gain 1 và gain 2 mọi người ha, gain 1 và gain 2, nó có trep, nó có contour, nó có bass, nó có master volume, nó có reverb. Cái ampli này có reverb luôn nha. Rồi, gain 1 và gain 2. Gain có nghĩa là định mức đầu vào mọi người, định mức đầu vào. Thì gain 1 và gain 2 nó cho mọi người hai cái định mức đầu vào để mọi người có nhiều cái loại âm thanh khác nhau ha. Ví dụ như cái kia mọi người chỉ có một gain thôi, cái này mọi người có gain 1 và gain 2 thì mọi người tinh chỉnh tỷ lệ giữa gain 1 và gain 2 để có được cái sound tiếng mà mọi người mong muốn nhất. Cái gain này nó hay hơn đó mọi người. Đó, gain 1 và gain 2. Khi mọi người canh gain 1 và gain 2 á thì mọi người có hai gain này á, nó sẽ tạo cho mọi người những cái âm thanh nó phức tạp hơn. Ví dụ mọi người sẽ có những tiếng clean là clean 100% hay là tiếng crunch. Tiếng crunch có nghĩa là những cái tiếng mà mọi người đánh nhẹ thì nó vẫn là clean, nhưng mà mọi người vũ mạnh, hoặc mọi người những cái netboy, những cái note mà mọi người bend á, hoặc là mọi người nhấn á, thì nó sẽ hơi override xíu, gọi là tiếng crunch. Thì cái gain 1 và gain 2 này nó làm được chuyện đó mọi người. Có nghĩa là đánh nhẹ nó clean, và đánh hơi nhấn mạnh xíu nó hơi override. Hoặc là những cái tiếng override, hoặc là những tiếng distortion, mọi người canh qua hai cái gain này ha. Cái đó là cái tinh ý của mọi người nha. Mọi người xài những âm ly này nó có hai gain thì mọi người sẽ canh được nhiều sao hơn. Rồi nó có cái contour. Contour này là cái giải mid đó mọi người ha. Nó có trep, nó có bass, nó có contour. Nó không có cái giải, nó không có mid đồ trong đây mà nó có contour. Contour này khi mọi người để ở 50 vậy nè, là có nghĩa là cái giải mid nó phẳng ha. Rồi mọi người bẻ về phía bên đây là cái giải mid của nó sẽ lõm xuống mọi người. Nó sẽ lõm xuống vậy ha. Rồi khi mà mọi người đẩy lên qua bên đây tầm hướng 3 giờ thì cái giải mid nó sẽ cong lên như thế này. Đó. Thì giải mid nó cứng hay mềm nó phụ thuộc vào contour, và mỗi một người sẽ có một cái sở thích cái giải mid nó khác nhau. Muốn mid mềm hoặc là mid bình thường, hoặc là muốn tiếng nó cứng một xíu thì phụ thuộc vào cái contour này ha. Master volume có nghĩa là âm thanh tổng, reverb có nghĩa là hiệu ứng. Hiệu ứng trong một cái căn phòng kính đó mọi người. Rồi. Con này á, là main input nó là 100V, 50-60Hz, 45W mọi người. À, con này là made in Korea nha. Củ lo là củ lo zin của Marshall luôn nè. Rồi, giá cái âm ly này thì em bán với giá là 2,2 triệu. À, 2,2 triệu. À, có đầy đủ đường âm thanh bên ngoài vào, đường layout, đường headphone. À, hai cái gain cho mọi người cân chỉnh được nhiều kiểu tiếng hơn. Giá em bán là 2,2 triệu nha mọi người. Rồi, à, để đo cái âm ly cho mọi người coi. Bề ngang là 36, bề cao là 34 và bề sâu là 20 mọi người.
tiếp theo anh xin giới thiệu với mọi người một cái amply Fernandez nha mọi người. Thì đây là một cái amply Fernandez với ba củ loa phía trong, một củ loa trung và hai củ loa trep ở đây ha. Âm thanh của nó sẽ nhiều hơn. Ở đây á mọi người, mình sẽ có là một cái gain của tiếng clean ha, và một cái volume của tiếng clean, một cái gain của distortion và một cái volume của distortion. Đó. Ở đây nó có tiếng trep, có middle, có bass, có present. Present là quyết định tiếng cứng hay tiếng mềm. Rồi, clean. Đó, mọi người muốn tiếng clean thì mọi người nhấn vào. Đúng rồi, mọi người muốn tiếng clean là mọi người muốn nhấn vào. Mọi người muốn tiếng distortion là mọi người nhả ra. Rồi, cái amply này trong quá trình vận chuyển nó đã bị gãy hai cái return và send rồi mọi người. Return và send nó bị gãy rồi. Cái amply này vẫn hoạt động bình thường mọi người, mà nó thiếu hai cái lỗ return và send này thôi. Thì giá em bán thanh lý cái amply này chỉ có 1 triệu thôi. Thì thường những cái clip này mà lúc trước mà em bán những con Fernandez như thế này mà có đầy đủ thì giá nó tầm khoảng chừng 2 triệu. Cái này nó mất cái đường return với cái đường send đi thì em bán 1 triệu ha. Vẫn là một cái amply mọi người luyện tập tốt, chất âm rất tốt nha mọi người. Fernandez là một hãng rất là cầu kỳ và rất có tâm trong làm đàn ha. Thành ra những cái amply Fernandez cực kỳ hay, mà giá bán thanh lý là chỉ có 1 triệu thôi mọi người, thiếu hai cái đường này, chức năng hoạt động hoàn hảo 100% ha. Rồi, phía sau là mọi người nó ghi là 100V 50 đến 60Hz. Con này là 40W nha mọi người. Vẫn là chuyển điện 220V cho mọi người hết nha. Rồi, bề ngang của nó là 41 mọi người. Bề cao là 30. Và bề sâu của nó là 18 mọi người. Thank you.
mọi người phải cam ly này mọi người sẽ thấy nó quen vì nó có cái hình dạng giống như cái con cúp 15 của bên Rulan đó mọi người. Rồi, Amly Playtech là một cái Amly rất hay. Amly này nó có đầy đủ hết trơn nha mọi người ha. Rồi, đầu tiên sẽ cho mọi người coi là nó có hai channel, là một channel A và một channel B mọi người ha. Channel A có nghĩa là tơ kênh tiếng clip. Channel B có gain, có level, có low, có high. Đây là channel của tiếng override với tiếng distortion mọi người ha. Rồi, ở dưới đây nó sẽ cho mọi người là xài channel nào nè. Mọi người nhả lên vậy là xài channel A, có nghĩa là xài tiếng clean. Nhấn vào đây sẽ là xài channel B, là xài tiếng override, tiếng distortion ha. Rồi, ở đây nó có một cái nút gần nút bright mọi người, có nghĩa là mọi người muốn cái tiếng clean này nó sáng hay nó tối. Muốn sáng là mình nhấn vào ha. Nó bright có nghĩa là sáng mọi người. Đó, nếu mà muốn tiếng nó bình thường thì mọi người nhả ra. Đó, ok. Rồi, ở đây nó có effect mọi người ha. Thì effect ở đây nó có tất cả là 9 kênh nha mọi người. Ha. Nó có chorus, nó có flanger, nó có phaser, nó có rotality, nó có shift, nó có delay, nó có horn, nó có room, nó có spring. Đó. Thì khi mà mọi người muốn chọn cái hiệu ứng nào trong 9 cái hiệu ứng này đó thì mọi người sẽ lăn cái nút này. Thì lăn cái nút này thì nó sẽ cháy từng cái đèn từ số 1 cho tới số 9. Cháy cái đèn số mấy thì nó sẽ ăn những cái reverb mấy trên đây. Nha. Rồi effect này nó có một cái volume ở đây là quyết định cái độ effect nhiều hay ít. Rồi. Ngoài ra ở đây mọi người nó có một cái AUX in stereo, có nghĩa là một cái đường để đưa âm thanh từ bên ngoài vào ha. À, để mọi người luyện tập với backing track với metronome, nó có đường headphone ha. Nó có đường headphone để mọi người gimphone á, mọi người luyện tập. Rồi, con này á là 100V 50 đến 60 Hz 40W, cam ly là 40W nha. Hỗ trợ chuyển điện qua 220V cho mọi người hết. Giá này là em đã hỗ trợ chuyển điện rồi nha mọi người. Rồi, bề ngang của nó là 31, bề cao là 31 và bề sâu của nó là 21 mọi người. Âm ly này rất hay nha, 2,2 triệu.
đây là amply số 8 mọi người. Đây là một cái amply Roland Spirit 20 mọi người. Thì cái amply này nó có gì? Nó có hai đường in mọi người, một đường 2 và một đường low. 2 có nghĩa là nó sẽ cho tín hiệu lớn hơn, low là cho tín hiệu nó trầm ấm hơn ha. Rồi ở đây nó có volume nè, có master volume nè, có bass, có mid, có treble, có reverb. Amply này có reverb luôn nha mọi người, cái lo rất to. Rồi, ở bên cái đường volume này là mọi người nó ghi là pull to pull override. Pull có nghĩa là kéo mọi người, là cái nấm này nè, mọi người kéo ra. À, mọi người nghe cái tắt không? Nè, nhấn vô nè. Đó, kéo ra. Thì nó kêu là pull to override, có nghĩa là khi mọi người pull thì nó sẽ quyết định đây là cái gain mọi người. Đó. Thì mọi người pull nó sẽ có được tiếng override, khi mọi người kéo lên, mọi người dặn qua bên phải là nó sẽ nhiều gain, nó sẽ có được cái tiếng vỡ của override đó. Ha. Còn mọi người muốn tiếng clean thì mọi người cứ đấm nó vào thôi. Đó. Xài bình thường, như một cái game bình thường. Master volume này có nghĩa là volume tổng. Còn cái này á, được hiểu là cái game nha mọi người. Thì vì tùy theo dòng âm ly thì mình nhìn vào mình sẽ hiểu nó như thế nào ha. Không thể nào có hai cái volume được như thế này. Thì cái đây nếu là nó là master volume thì nó chính là volume tổng. Còn cái thằng mà pull to override volume này á, có nghĩa là game ha. Mọi người xài lâu mọi người sẽ biết. Rồi cái volume đó là một cái volume 2 tầng nha mọi người, rất là hay. Rồi có reverb đầy đủ trên đây, đây nó có đường phone rồi ha. Sẽ cho mọi người coi phía sau. Rồi, ở đây là một cái amply Roland nội địa Nhật luôn mọi người. Thì nó là 20W điện 100V 50 đến 60Hz ha. Em hỗ trợ cho mọi người là chuyển điện qua 220V. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy nè, cái củ loa nó ghi rõ luôn nha mọi người. Roland nè, Heavy Duty Transducer. Ở dưới cái củ loa này nó ghi nó là Made in Japan luôn nha mọi người. Tới cái củ loa của nó còn là Made in Japan nữa. Rồi, loa thì Roland thì nói gì ngoài cái chất lượng với cái nặng. Nặng lắm mọi người. Rồi, Roland Spirit 20 có reverb, có hai kênh. Em bán giá 2,5 triệu. Em đo cái lo cho mọi người coi. Lo to lắm. Bề ngang 45 mọi người. Bề cao 40. Và bề sâu của nó là 20 mọi người. Thank you.
Tiếp theo con âm ly số 9 mọi người. Con này là Merso MG15CD CD. Có nghĩa nó có đường CD á mọi người, CD là cái đường mà đưa âm thanh từ bên ngoài vào á. Ha. Thì nó có đường CD in nè mọi người. Mọi người nhìn cái mã hàng là mọi người sẽ biết ha. Con hồi nãy là MG30FX. Còn con này nó là MG15CD, mọi người. CD có nghĩa là có đường đưa âm thanh từ bên ngoài vào. Rồi. Ở đây là nó sẽ có hai kênh độc lập nha mọi người, một tên là tiếng clean nè, nó có volume riêng của clean nè, một tên kênh nữa là override ha. Thì mọi người muốn chuyển qua kênh override thì mọi người nhấn cái nút này đó, là nó chuyển qua kênh override. Muốn clean là nhả nút này lên. Rồi mọi người sẽ có bass, có cần tua và có trep mọi người. Cần tua như em đã nói là hồi nãy là nó giải mid đó mọi người ha. Khi mà bẻ qua bên trái thì giải mid nó sẽ lõm xuống, nghe cái tiếng nó mềm. Bẻ qua bên phải á, thì nghe cái giải mid nó đưa lên thì nghe cái giải mid nó cứng ha. Rồi con này nó có headphone mọi người ha. Nó có headphone, nó có CD in. Rồi MG15CD, con này em bán với giá CD, em bán với giá là 2 triệu. Em đo cái âm ly cho mọi người coi. Bề ngang là 36 mọi người. Đó. Bề cao nó là 35. Và bề sâu của nó là 20. Ở phía sau âm ly em sẽ cho mọi người coi. Rồi, main input 150 đến 60 Hz ha. 45W mọi người. Made in Việt Nam. Ghê không? Made in Việt Nam. Nhưng mà hàng là hàng xuất Nhật nha mọi người, điện 100V. Rồi nó ghi là 45W nhưng mà công suất thực của nó là 33W tại loa nha mọi người. 45W là công suất nuôi luôn cả cái mạch điện này á. Còn công suất tại loa nó là 30W. Âm ly còn đẹp lắm mọi người. Âm ly còn rất đẹp luôn nha. Âm ly còn cái bề ngoài da của nó cũng đẹp nè. Đó, ốc tán đồ rất là ngon lành. Em bán mọi người với giá là 2 triệu nha. Mời mọi người nghe thử cái âm ly này. Thank you.
là Roland Cup 15S. Một cái dòng loa mà có thể nói là đánh giá là cái tiếng của nó rất hay mọi người. Thì Roland nó là một hãng rất nổi tiếng trên thế giới về giả lập nhạc cụ. Ha. Thì những cái hãng phơ như mọi người thấy phơ Boss á, Boss GT1, GT100, GT1000 đâu đó là của Roland hết đó mọi người. Hoặc là những cái trống điện mà mọi người thấy Roland á là của hãng Roland hết 100%. Ha. Thì họ nắm giữ những cái công nghệ giả lập tiếng phơ đó, họ đưa vào trong cái loa Cup 15 này. Rồi, đầu tiên mọi người, nó sẽ có đường input ha. Nó sẽ có hai kênh độc lập là kênh clean và kênh lead mọi người ha. À, đây, clean á thì mọi người nó khi mà mọi người ở kênh clean nó sẽ cháy đèn xanh, mọi người nhấn vào nó sẽ qua kênh lead nó cháy đèn đỏ. Ở bên kênh lead này nó sẽ cho mọi người chọn nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau. Ví dụ như là override, bẻ lên cái nữa là distortion, bẻ lên cái nữa là metal, bẻ lên cái nữa là metal stack ha. Rồi, và để tinh chỉnh được cái tiếng lead này nó cụ thể hơn thì người ta còn cho mọi người một cái gain và một cái volume riêng ở đây nữa để cân chỉnh cho tiếng lead ha. Bass, mid, treble là mọi người là chung của hai kênh ha. Clean này á là nó có một cái volume riêng đó. AUX in có nghĩa là cái đường để đưa âm thanh từ bên ngoài vào luyện tập đó, một cái đường vừa là phone vừa là recording out đó. Rồi, một cái nữa là power squizer có nghĩa là làm cho cái loa này được thêm 5W đâu mọi người. Mọi người nhấn vào nó sẽ lớn hơn. Mọi người nhả ra thì nó sẽ ít hơn 5W. Loa này rất hay phục vụ cho cái công tác luyện tập của mọi người rất là tuyệt nha. Đầy đủ những cái âm thanh mà mọi người mong muốn hết. Rồi, ở phía sau nó có ghi nè mọi người. Nó là Roland AC100 50-60Hz. Con này nó có 18W và nó làm ở China nha mọi người. Thì Roland thì hàng mới bây giờ thì nó làm ở China hết. Có một thời thì họ chuyển qua Malaysia nhưng bây giờ thì nó là China hết rồi mọi người. Thì mọi người thông cảm, Marshall nó làm ở Việt Nam mình mà. Thì mấy thằng này nó làm ở China thì đâu có gì đâu lạ. Rồi, cái Amply này em bán mọi người với giá là 2.6 triệu nha mọi người. Một cái Amply Roland Cup 15X đầy đủ những tính năng hết trơn, giá 2.6 triệu. Em mời mọi người nghe thử cái chất âm của cái Amply này.
cảm ơn mọi người rất nhiều. Giống như em tâm sự ở những clip trước, không biết đây có phải là lô cuối cùng về Amly nội địa Nhật không, nhưng mà rất có thể đây sẽ là lô cuối cùng mọi người. Vì hiện tại người ta không cho nhập Amly điện nữa rồi ha. Họ không cho nhập những cái Amly nội địa vào nữa. Bây giờ người ta quy những cái Amly nội địa này vào cái rác thải công nghiệp, thành ra họ không cho nhập nữa. Thì không biết từ đây tới cuối năm thì cái lực nó có dễ dàng hơn không. Thì hiện tại bây giờ là không nhập được Amly nội địa Nhật nữa, mà nó chỉ đi theo những cái đường mà gọi là đường hàng bãi thôi. Còn đường mà gọi là nhập khẩu mà chính như là tụi em ship ở bên Nhật về như thế này á, thì sẽ không còn nữa mọi người. Chắc là sẽ về theo đường hàng bãi. Nhưng mà về theo đường hàng bãi thì cái Amly nó sẽ không được đẹp, không được mới như vậy. Thì em sẽ tìm rất nhiều những cái sản phẩm thay thế mà giá mới có bảo hành rồi cho mọi người, để mọi người có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em là Duy đến từ Sơn Ca Caustic. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau.